Bộ phim Quan Dân Trường. Quan Dân Trường, nghĩa bạc dân thiên, lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, sau này còn có ai dám giảng đạo nghĩa nữa? Chữ nghĩa trên là chữ dương, dưới là chữ ngã, là một người có tính lương thiện như một con dê. Nghĩa của Quan Tứ Quân không chỉ là đạo nghĩa mà còn là từ bi. Thật là đáng buồn, ông ấy chính là một con sói có tấm lòng của một con dê. Có điều thiên hạ này là thiên hạ của sói, thiên hạ của sói. 20 năm trước, Hán thất thiên hạ chiến loạn liên miên, Tào Tháo ta cũng có một ít binh mã, Đông Chinh Tây Thảo cuối cùng cũng có một chỗ yên ổn. Một hải thái thú là Diên Thiệu khởi binh tạo phản đánh quân ta. Diên Thiệu đại tướng là Nhan Lương nhờ vào binh cường ngựa khỏe thâu tập Bạch Mã Thành. Nhiều năm qua tạo binh đều lấy nhược thắng cường, bách chiến bách thắng. Lần này binh bại thành phá, các chủ soái trong quân đều không giấu được vẻ lo lắng. Thành trì ta có thể mất, quân tâm ta không thể để mất. Khi đó Quan Dân Trường đang ở trong Tào Doanh. Người này có tài năng lớn, người đời vẫn gọi là dạng người khó địch. Ta biết rõ rằng nếu người này trở thành quân cờ trong tay ta thì ta có thể đi được nước cờ tốt trước mắt. Chính là một nước cờ có thể quyết định thắng bại, nhưng quân cờ này lại là của Lưu Bị. Quân cờ của người khác làm sao ta sử dụng đây? Dương Triều Huynh, lại đây, cùng ta ăn cơm một chút đi. Ngài còn có tâm tình ăn cơm sao? Sao thế? Mong Huynh có thể giúp ta một chút. Không biết Huynh có nguyện ý gì không? Quan Mỗ chỉ là tù binh, làm sao dám nguyện ý hay không? Thế thì tốt, giúp ta giết một người có được không? Giết người đó xong có phải là không đánh nữa? Đúng. Ai? Không gấp, ăn xong rồi nói. Không gấp, giết xong rồi về ăn. Chúng ta sẽ đánh công thành, mau chặn lại. Dừng. Đại nhân, Quan Vũ là hàng tướng bên địch, sao có thể vì quân ta mà ra đao? Chứ mà Tào Doanh đấy của ai không phải là hàng tướng, chỉ sợ cho Quan Vũ ra là tả hổ về núi. Dương Trường Huynh, Tào Doanh 5.000 nhân mã, có ai có thể cản được Huynh không? Ta cần chỉ binh 30 người, có ai đi cùng ta?
Quan Mỗ chỉ các vị ai cũng vị chủ của mình. Trước đây chưa từng có tình huynh đệ. Chỉ là trong trận chiến hôm nay, các vị bất kể của hiềm khách gì trước đây đã vì tiểu đệ mà trợ trận. Chúng ta đã thực là huynh đệ. Nếu không ai phản đối, Quan Mỗ mạo gan cùng các vị xưng huynh đệ. Các vị đại ca, hãy nhận của tiểu đệ một bái. Tính Trương Liêu ta vào, còn ai khác không? Chúng ta để sát 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 Là người của ngươi à? Là người của ông ấy. Hoàng thượng giá đấu. Phụng thánh thượng dụ, phong quan dân trường là Hán Thọ Đình Hầu, quan bái thiên tước quân, khâm thử. Quan chân trường có tài đức gì? Không có công nào dám nhận lộc. Dân trường huynh, huynh trung nghĩa song toàn,
chỉ có huynh mới có thể đảm đương nổi. Mắt nhìn thiên tử chịu khổ, thần chỉ có thể tự thủ bàn quan, như thế gọi là trung nghĩa hay không? Huynh có nhìn sai hay không? Hoàng thượng ở đây chịu quận quốc gì? Trên cung đình trước nay nghiêm cấm đem theo phối kiếm, thế mà như hôm nay văn võ bá quan người như nhau, kẻ dưới lại có tâm phạm thượng, quốc nạn đương đầu. Bảo vệ hoàng quyền, phối kiếm phải đeo. Sao huynh lại nói là có tâm phạm thượng? Dưới chân thiên tử, Tạ Mạnh Đức có sao không quỳ? Người nó không vui thì cũng không cần quỳ. Quan Vũ không dám vô lễ. Hôm nay không tế thiên, sao phải hữu lễ vô lễ làm gì? Được, tất cả bình thường, không cần phải quỳ. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Đứng lên đi. Hầu gia, hoàng thượng đã có lời. Như Trường huynh mời đứng lên. Quan đại nhân, nào đứng lên. Bất tất phải gọi ta là đại nhân. Mạng của Tần Kỳ chính là do quan đại nhân cứu về. Tôi phải gọi ngài là đại nhân. Mạng của cậu chính là do cậu tự giành về. Quan đại nhân đúng, đúng là một đại anh hùng. Ngài cứu cái mạng nhỏ của tiểu nhân đã cho tiểu nhân được vinh dự. Huống chi đại nhân hiện tại đã là hầu gia. Quan Vũ tuyệt chẳng phải hầu gia gì hết. Ta và Tào Tháo có chút hiểu lầm thôi. Quan hầu gia và ta đích xác là có chút hiểu lầm nhỏ nhỏ. Tôi quay lại làm việc đây. Được, vậy Tào đại nhân giải quyết hiểu lầm nhỏ như thế nào? Uống ngụm nước trước đã. Quan hầu gia, chỗ này nguyên lai là đất quan không có người. Bọn ta đến đây khai quang trồng lúa. Từ Lạc Dương đến Hứa Xương là 10 vạn người. Trong 6 năm nay không có người nào bị chết đói. Tào Tháo ta cũng có cái được đấy chứ. Nhà họ Lưu con cháu tan nát, chính là ta, họ Tào, giúp họ tu sửa lại cho tốt. Thế mà lại có người nói là ta phá nát nhà họ Lưu. Quan khổ này của ta có ai nói ra được đây? Tài bao biện của Tào đại nhân quả nhiên không hề tầm thường. Sao lại là bao biện? Đó không phải là sự thật sao? Sự thật là Tào Tháo ép thiên tử lệnh chư hầu. Ép thiên tử lệnh chư hầu. Ta nghe qua câu nói này chỉ là câu nói sai bét. Rõ ràng là thiên tử ép Tào Tháo ta lệnh chư hầu. Ta biết là câu nói sai bét nhất định cũng có người tin. 2000 năm sau này cũng vẫn sẽ còn có người tin. Nhưng nó vẫn là sai bét. Chỉ có hai loại người mới tin vào câu nói đó. Một loại là ngu ngốc, một loại là bại hoại. Lưu Bị là loại bại hoại, huynh là loại ngu ngốc. Sự ngu ngốc của huynh bị Lưu Bị lợi dụng. Ta rất thích huynh. Dám làm dám chịu, dám hận dám yêu. Ở lại đây giúp ta làm việc. Nếu 23 người Lưu gia không phải trong tay của ngài, ngài có dám nói như thế không? Quan hầu gia, ngài không giết người không đáng giết.
đúng không? Tào Mạnh Đức, các ông làm gì thế? Mau đến làm nhanh đi. Hoàng thượng, Tào Tháo bắt người phải làm thế này à? Ngồi đi. Ngươi xem, ông ta cũng làm mà. Sao thế? Ngươi nghĩ tại sao Văn Võ Bá Quan, Thiên Tử Vạn Tuế lại làm những việc thô kệch không ra thể thống như thế này à? Thời kỳ phi thường thì vẫn làm những việc tầm thường, bất tất phải câu nệ nhiều. Hoàng thượng, đã từng nghĩ qua sẽ rời khỏi nơi này chứ? Ngươi có biết 10 năm vừa rồi ta làm hoàng tử sinh hoạt như thế nào không? Ta từ hoàng cung này chuyển qua hoàng cung kia, cũng là từ phế khu này bước qua phế khu khác. Cái ta ăn là rơm rạ, cái ta uống là nước bẩn. Các đại thần của ta, bọn họ ăn thịt của các đại thần đã chết khác và uống máu của bọn họ. Thiên hạ rộng lớn, ngay các hoàng đế cũng không có chỗ dung thân, thì đó là thiên hạ gì? Ngươi có biết lần đầu ta gặp Tào Tháo, ông ta đã cho ta cái gì không? Là bánh mì trắng, canh thịt nóng hổi, cùng một cái giường ấm áp. Bánh mì canh thịt có thể đổi lấy kháng thức hoàng triều ư? Tào Mạnh Đức căn bản chưa thể nói qua muốn làm hoàng đế. Ông ta không tin một hoàng đế có thể cải biến được thiên hạ. Hoàng thượng có thiên mệnh, người không tin thiên mệnh làm sao cải biến thiên hạ đây? Năng lực, có năng lực thì có thể cải biến thiên hạ. Thiên hạ của Trẫm ngày nay nằm trong tay của Tào Tháo, cũng vì Tào Tháo so với ta là mạnh hơn. Nhưng ta tin sẽ có một ngày ta sẽ mạnh hơn ông ta. Khi đó Tào Tháo tự đem thiên hạ cung kính cung nhượng cho ta. Nếu như quả nhân của thiên mệnh, thì thiên hạ cuối cùng cũng là của ta. Quan đại ca. Tiểu Hồ, bệnh của cha cháu thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào chưa? Tốt chiều rồi, đại phu nói cần dùng thêm thuốc. Quan đại ca, đồ ăn làm xong chưa? Để ta đi xem nào. Không phiền đại ca đâu, hôm nay chúng tôi đi sớm, đại ca không phải vội. Vị lão gia này là, ông ta là Tào Mạnh Đức, Tào đại nhân. Còn cậu là, chúng tôi trở về đây. Bọn họ là ai? Những người này đến thành cũng hơn một tháng rồi, không có việc gì làm, cũng không tìm được lương thực. Họ là thiên hạ của chúng ta, ngài xem có giúp được gì không? Cứ yên tâm, quay về ta sẽ giúp họ tốt một chút. Quan đại ca, ông chính là một đại ma đầu. Không được nói càng. Tiểu Hầu, Tiểu Hầu, Tào đại nhân chính là thần tài của chúng ta. Cầm đi, giúp cha cháu mua thuốc. Đi đi. Tào đại nhân, Nhân Trường huynh, cáo từ. Hai vị phu nhân, nô tỳ đã đem của bất nghĩa trả lại rồi. Nhi đệ bái kiến hai vị đại tổ. Khởi Lan, sao không thỉnh An Nhị ca? Đối với đồ bất nghĩa sao phải dùng lễ? Khởi Lan, phong hầu bái tướng chỉ là quỷ kế của Tào Tặc. Đại ca đối với Nhị ca là tuyệt đối tin tưởng. Em cũng sớm sẽ vào Lưu gia chúng ta xuất giá tòng phu. Sao có thể không tin vào nhãn quan của đại ca? Nhân tâm khó dò. Thủ hạ của Tào Tháo không phải ai cũng là hàng tướng sao? Có ai không biết quan tướng quân dạng người khó địch? Ông ấy muốn đi, ai có thể cản trở? Em muốn thấy ông ấy trở về gặp Lưu đại ca. Trong lúc Tào Tháo và 10 vạn quân Viên Thiệu quyết chiến, tập kích Hứa Xương, như thế mới gọi là phải với đại ca. Mùi mùi nói cũng đúng. Nhị ca không cần quản đến chúng tôi, cứ như Khởi Lan nói mà làm. Nhị ca, tôi cầu xin huynh hãy trở về với Lưu đại ca. Khởi Lan, nhị ca tự có chủ trương, muội và nhị ca còn là đồng hương. Nhị ca là người như thế nào muội phải rõ nhất chứ. Quan Vũ khó nghe theo lệnh, tôi xin lui trước. Huynh làm sao phải lưu lại đây? Thank you.
Hôm nay đã mệt chưa? Chưa mệt. Chúng ta qua kia nghỉ một chút. Được đó. Hôm nay ta vẽ đó. Muội xem có được không? Người tự xem đi. Để muội đến giúp tỷ. Mẹ, khuê nữ đã về. Cha. Về rồi đó hả? Nghe nói là tiểu tử đánh xe trâu làm đó. Ngươi không biết à? Sáng sớm nay đã không thấy người nữa. Được rồi, đừng có bu lại. Đi ra đi. Lưu tướng quân. Lưu tướng quân. Mọi người xem, không phải là tiểu tử đánh xe trâu đó sao? Không được nói càng. Nhân gia hiện tại là đại tướng quân Quan Vân Trường. Người đến đây là bà tánh chúng tôi có thể thái bình rồi. Lưu tướng quân, đây là khuê nữ của lão. Tiểu nữ. Nào nào, uống rượu đi. Mời. Tào Tặc đến. Tào Tặc đến. Nhị đệ, mau. Cha. Mẹ. Ngươi nói là tiểu thiếp của Lưu Bị căn bản là không biết cô ta là đồng hương với Quan Vũ, có phải không? Đúng vậy. Có tin gì về Lưu Bị không? Lưu Bị đi theo Diên Thiệu ở Bạch Mã, Quan Vũ đã giết đại tướng Nhan Lương, khiến cho Diên Thiệu muốn giết Lưu Bị. Đã giết chưa? Tạm thời không có tin tức. Sư Kinh. Vậy cha làm lại đi. Bám vào nào. Ngươi hình như là người Hà Đông. Đúng. Thế ngươi có làm được món ăn Hà Đông không? Không được. Ngươi có thể nấu được. Nghe chưa? Ngươi làm được. Khẩu vị món ăn Hà Đông rất nặng, chính là kết hợp tốt với rượu của ta. Đưa đây thử một chút đi. Rượu này của chúa công tự làm, gọi là cửu quẩn xuân. Mời tôi uống rượu, sao bên ngoài bố trí tầng tầng binh mã vậy? Sao Quan Vũ mượn rượu hành hung à? Đánh trận lương thực không đủ ăn. Ta đã hạ mệnh lệnh cấm chỉ dùng lương thực làm rượu. Chúng ta mà tự ý làm rượu là phải bị chém bay đầu. Đi ngủ uống rượu có tội không? Có tội. Như vậy chính là Tào đại nhân mượn rượu hành hung. Xem kìa, ta thấy huynh sợ uống rồi. Có rượu đây ta sợ cái gì? Tốt. Quan tướng quân, ta và huynh ở đây cộng hưởng mỹ tửu, có phải có chút thách thức đạo lý thông thường hay sao? Pháp của ngài ta coi thường cũng là hợp lý. Nói hay lắm. Quan tướng quân, binh quan mã loạn, nguyên liệu không đủ. Món ăn của quê huynh chỉ có thể làm cho gần giống thôi. Thử đi nào.
Cô làm huynh nhớ nhà chút nào không? Ta không có nhà. Ta đã cho người nhà Lưu Bị trở về nhà rồi. Cũng đã phái Trương Liêu cùng 50 tinh binh hộ tống. Ta kính ngài có phong thái quân tử. Hoa tướng quân nói ta là quân tử. Tạ Minh Đức ta làm sao dám nhận? Ta chỉ nói ngài có phong thái quân tử thôi, chứ không có nói ngài là quân tử. Phải, ta chỉ là tiểu nhân. Nào nào, Hoa tướng quân, nhận của tiểu nhân một chén. Tôi bất quá chỉ là đồ cỏ rác. Tào đại nhân hà tất phải khom lưng quỳ gối? Nếu khom lưng quỳ gối có thể đem lại thái bình, ta nguyện cả đời khom lưng quỳ gối trước huynh. Quan Vũ có chút võ công thô thiển, làm sao có thể đem lại thái bình? Huống hồ trong Tào doanh nhân tài có rất nhiều, tôi lưu lại đây chỉ làm ngài thêm khó. Đại ca Lưu Bị của huynh đã làm gì cho huynh và Trương Phi? Phương pháp của Lưu đại ca ngài học không đến đâu. Vì chúng ta không có hận à? Không phải vì tình. Vậy thì tốt. Hoa tướng quân qua đây, muốn gì cũng có hết. Thế nào? Kỳ thực Tào đại nhân chỉ cần thả trên dưới Lưu gia là đối với ta đã có ân nghĩa rồi. Quan Mỗ sẽ hết lòng báo đáp. Nhưng ta và Lưu đại ca thủy chung đã kết nghĩa huynh đệ. Chỉ cần có tin tức của huynh ấy, ta sẽ quay về ngay. Nếu như Tào đại nhân sợ cái câu phóng hổ quy sơn, ngài nên giết ta ngay đi. Tại sao tâm lý huynh chỉ có trung với Lưu Bị? Nếu như tâm của Quan Vũ có thể bị mua chuộc, người lưu lại đây, nhưng cái quả lại ở trong tâm. Nói có lý. Có thể giải được cưu phiền chỉ có Đỗ Khang. Đối tử và ca hát, nhân sinh thật ngắn ngủi. Uống đi, thơ ta viết đó. Huynh có biết không, huynh không phải là người đầu tiên uống rượu với ta ở đây đâu. Còn có ai nữa? Con cháu của Khổng lão phu tử. Khổng Dung, Khổng đại nhân à? Một vị đại nhân nào đó. Ông ấy cho ta một quả lê, nhưng để mời ông ấy uống một ly rượu so với giữ huynh nó lại còn khó hơn. Nào, cạn. Được rồi, ta về đây. Đa tạ. Huynh nói huynh không có nhà. Ta cho huynh một ngôi nhà. Huynh có nguyện ý lưu lại không? Ngài nói là ở đây à? Chính là ở đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you.
ở trong tâm huynh, Khởi Lang chưa từng rời xa. Tâm ta đã sớm không có gì rồi, sao không để ta có được mộng đẹp chứ? Tâm đã không, sao còn có mộng? Chú công, đồ ăn của ông ta đã cho thuốc, dược lực sẽ kéo dài hai canh, tối nay ta sẽ bị điểm đại nguyệt rồi. Chú sáng ngày mai, bất cứ ai cũng không được tiếp cận hậu phủ. Tẩu à, xin tẩu tự trọng. Chỉ là giấc mộng dài thôi, sao lại nghĩ là thật? Dù là trong mộng cũng không được vô lễ. Huynh ở trong mộng cũng không dám yêu ta sao? Năm đó huynh vì ta giết người mà không sợ. Hoàng Vũ giết người chỉ để cứu người, huynh không nói ra làm sao biết được lòng ta? Huynh không nói ra làm sao biết được? Huynh phải nói cho ta biết huynh đang nghĩ gì. Hoàng Đường, ta chỉ biết nàng là tẩu tẩu. Gan to lắm, người là kẻ nào? Là Lưu đại nhân nhờ tôi đến. Ngài ấy thân là Nhữ Dương, Viên Thiệu Quân Doanh. Quả tướng quân, cái mạng của tiểu nhân lưu lại không được. Quả tướng quân, quả tướng quân, quả tướng quân. Ta phải gặp Tào Tháo. Tào đại nhân từ sớm đã xuất thành rồi, không biết khi nào mới về. Nói với Tào đại nhân, Quan Vũ cáo từ. Truyền lệnh ta, ông ta muốn đi thì cứ để ông ta đi. Đại nhân, không thể tả hổ về rừng. Ta và ông ta đã có lời từ trước. Nhìn xuống thì thấy đại chiến ở trong lòng. Nếu như vậy thì phải thương lượng cho tốt, xem chúng ta làm sao đối phó Viên Thiệu. Lưu Bị hiện tại đang ở trong quân Viên Thiệu. Quan Vũ một khi về với Viên quân, Viên Thiệu liền như hổ thêm cánh. Quân sư nói đúng, Quan Nhân Trường biết chúng ta bỏ Xuân Dược, khẳng định là ông ta đối với chúng ta ghi hận trong tâm. Không phải ta đã từng nói là ông ta muốn đi thì để cho ông ta đi rồi sao? Các người không nghe à? Ngươi đã từng nói Trương Cáp tướng quân của Viên Thiệu dự đầu quân qua đây có phải không? Trương tướng quân trí dũng song toàn, nhưng lại không được trọng dụng, do đó bỏ chỗ tối qua chỗ sáng. Không được chúa tử trọng dụng, liền bỏ nhà người ta đi tìm chỗ ăn. Người như thế mà dùng được hay sao? Người là do ông giới thiệu, giết hay lưu ông quyết định. Ta đại nhân, Viên Thiệu sẽ đánh qua đây, Giang Đông Tôn gia cũng sẽ lợi dụng cháy nhà cướp của. Các ông nói xem phải làm thế nào. Huy động quân 5.000 người đánh phía bắc Giang Đông, phái 30 xích thầu thích khách tùy cơ ám sát Tôn gia đại tướng. Cứ làm theo ý các công nói.
Tẩu tẩu. Chào buổi sáng. Có thể đi được rồi. Đa tạ quan đại ca đã cho chúng tôi hậu lễ. Đa tạ quan đại ca. Đa tạ quan đại ca. Đứng lên, đứng lên. Mau đứng lên. Đứng lên đi nào. Những thứ này là của Tào đại nhân đưa qua đây. Nếu như muốn nói cảm ơn ai, quay về tạ Tào đại nhân đi. Quan đại ca, chúng tôi vừa qua đó, Tào đại nhân đã cấp hộ khẩu cho chúng tôi. Đúng đó, đã ăn bài tốt rồi. Vậy thì tốt. Quan đại ca, thần tài gia nhờ đệ đem cái này cho ngài dùng đi đường. Đệ cứ giữ lấy. Lấy mấy thứ này đem về cho cha đệ ăn. Nghe lời mẹ nhé, ngoan. Các vị hương thân bảo trọng. Quan đại ca. Lên đường thôi tẩu tẩu. Đại ca bảo trọng. Thường hạ chỉ, quan vũ đến, giết không tha. Từ từ đi đi. Cái này còn tươi, không dùng đến ngay cứ cầm lấy. Thật sự không dùng đến mà. Xuống xe. Lệnh thông hành đâu? Tại hạ quan vũ, không khẩu vô bằng. Ta làm sao biết ngươi lại? Nhị ca. Vị tướng quân, còn có vấn đề gì không? Vị kia phải xuống xe. Người của học phủ cũng phải tra. Không cần làm khó tiểu nhân chứ. Làm phiền tẩu tẩu.
Đông Lĩnh Quan, Bộ Quý Khổng Tú, Phụng Thiên Tướng Lệnh, giết Quan Vũ. Nhị ca, nhị ca. Nhị ca. Ta và Tào Tháo trước đây đã có giao ước, nếu như Quan Vũ muốn đi, ông ta sẽ để cho đi. Đó là ngươi và Tào Tháo đại nhân định nước, ta chỉ y pháp hành sự. Hiện tại là Tào Tháo muốn giết ta, hay còn người nào khác muốn giết ta? Phải giết Quan Vũ, đó là quan lĩnh. Không giết Quan Vũ không được sao? Quan lĩnh không thể cãi.
Xem ra đường phía nam không an toàn. Sáng mai chúng ta sẽ theo đường bắc mà đi. Ta không muốn phải giết người nữa. Nhị ca, chuyện ngày hôm nay huynh là dạng bất đắc dĩ. Ta là quân nhân, chỉ muốn trên chiến trường sát địch. Trong thời loạn thế này, huynh có thể không động thủ mà được sao? Ta biết nhị ca có tấm lòng từ bi, nhưng ông trời lại cho huynh luyện thành một thân cái thế võ công, để cho huynh có thể trừ ma trảm yêu, trì kiếm về đạo. Ta chỉ có khí dụng của kẻ thất phu, sao dám mang mệnh trì kiếm về đạo. Tẩu tẩu, cây tiểu đao này hãy mang theo, đề phòng vạn nhất. Huynh đã cứu được rất nhiều người. Ta giết người còn nhiều hơn. Trời sắp sáng rồi, nghỉ ngơi một chút để còn lên đường. Bọn họ là huynh đệ trên giang hồ, đi thôi. Hàng Phúc, còn nhớ ta không? Quan đại ca, từ bi đến nay vẫn khỏe chứ? Vị này là Lưu Bị phu nhân. Quan đại ca, gần đây vẫn tốt chứ? Phúc từ hiệu của cậu, sinh lý cũng có vẻ tốt đấy. Ta xem qua từng khu công địa ở Lạc Dương Thành này, đều là huynh đệ trong ban của cậu. Cũng đều nhờ phúc của tên Đổng Trác chết tiệt, một trận lửa lớn đem Lạc Dương Thành tiêu rủi. Hàng huynh đệ, nếu còn làm lão bản đó chứ? Hàng Phúc thì không liên quan đến chuyện giang hồ. Đáng tiếc. Ai mà không biết, trưởng đoạn đau thương của Phúc Tự Hiệu còn có ám khí thì là thiên hạ đệ nhất. Thật ra, sát nghiệp quá nặng, báo ứng
là nhà ta người chết. Nếu không có quan đại ca, Hàn Phúc đâu chỉ mất có một tay. Trong loạn thế này, còn có ai có thể không liên quan vào đây? Ta sẽ nói thẳng, Quan Dục phải về với Lưu đại ca. Cậu cùng các Phúc Tư hiệu huynh đệ theo ta đầu quân Lưu đại ca đi. Không đi được. Hàn Phúc đi cùng hai vị đại nhân đã 10 năm, đến hiện tại một chút hùng tâm sát khí cũng không còn. Vậy thôi, Quan Vũ cũng không làm khó người khác. Thực ra hôm nay ta đến đây để mong có thể mượn cầu một đội thuyền đưa ta và Tâu Tẩu về chỗ Lưu đại ca. Quan đại ca, tại sao vẫn còn phải đánh nhau? Người chết của quốc gia vẫn còn chưa đủ nhiều sao? Trước đây chúng ta đánh chỉ mong có một ngày hòa bình. Tào đại nhân chấp quyền đến đây, những gì bị phế đã phục hưng. Hòa bình tuy khổ nhưng vẫn rất tốt. Cậu giờ là người của Tào Tháo à? Tôi chỉ là một người bình thường. Tào đại nhân cho tôi làm chính là làm việc cho tốt. Hôm nay không thể thả Quan Vũ được sao? Quan đại ca, ta không phải là đối thủ của huynh. Thế nhưng hoàng lệnh khó cãi. Quan đại ca, vì sao huynh không né? Huynh biết rõ trên trăm có kịch độc mà. Vì ta và cậu là huynh đệ. Cậu không phải đối thủ của ta. Ta nhường cậu một chiêu. Nhưng một chiêu đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Vì sao cậu không tránh? Ta và huynh là huynh đệ, ta làm sao có thể tự ta giết huynh được? Mạnh Thản, đại ca, ta phải giết ngươi. Giết hắn, giết hắn. Cho ta. Nhị ca, nhị ca, nhị ca.
Tẩu tẩu. Tẩu tẩu. Không sao. Ta phải dùng đao để giết ngươi. Hai đại ca ta báo thù. Quang Vũ có thể chết. Thả tẩu tẩu của ta đi. Nhị ca, nhị ca. Huynh là ai? Sao huynh mỗi ngày lại đến chỗ này nhìn tôi? Tướng quân. Huynh là ai? Tướng quân đã tỉnh rồi. Tiểu tăng là trụ trì nơi này, Phổ Tịnh. Đa tạ ơn cứu mạng của đại sư. Tướng quân mời ngồi. Tiểu tăng chỉ đắp thuốc thôi. 10 ngày vừa qua, Khởi Lan tiểu thư không ăn không ngủ chiếu cố đến tướng quân. Sớm muộn đều tụng kinh lễ Phật, cầu Phật tổ bảo hữu tướng quân. Đó mới đúng là ân. Loại độc mà tướng quân trúng đã thâm nhập vào cốt nhục. Tiểu tăng bất tài, chỉ có thể đẩy lùi được ngoại độc. Chỉ sợ sau này trời lạnh đêm mưa, tướng quân còn phải chịu đau ở gân cốt. Quang Vũ còn sống là tốt rồi. Sống thì phải sống cho tốt, chứ không phải sống trong đau khổ kéo dài. Quang Vũ không có tuệ căn, chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Tuy nhiên, phiền não sau này có ngày nó sẽ đến tìm ngài. Thế thì làm thế nào?
Quan tướng quân đi rồi. Ngài nhờ tiểu tăng đi cùng Khởi Lan cô nương đến quân doanh của Lưu Bị đại nhân tương hội. Ông ấy có nói đi đâu không? Tướng quân không hề nói. Ngài chỉ hỏi bần tăng về đường đi phía Bắc. Tôi nghĩ ý tứ của tướng quân là ngài đi theo hướng Bắc dẫn dụ truy binh, tức là bảo bần tăng hộ tống cô nương an nhiên đến được Nhữ Dương. Ngươi chính là Quan Vũ. Ngươi chính là kẻ ở Tĩnh Châu tàn sát 5 vạn thường dân để làm vui à? Chỉ là 5 vạn điêu dân, tự chúng tạo phản, chết không đáng tiếc. Nghe nói ngươi ở Tĩnh Châu trước kia cũng là tạo phản. Trước đó tạo phản vì không có cơm ăn. Tạo phản xong cũng không có cơm ăn. Ngươi xem hiện tại ta ăn được nhiều không? Việc làm sai thì phải sửa. Ngươi không sửa như ta đi, không giống nhau. Ta giết người không phải vì cơm ăn. Sai. Ngươi cũng như ta thôi. Sát. Mười vạn đại quân Viên Thiệu đã đến Quan Độ. 100 chiến thuyền tập kết Hà Sáo. Đại quân triển khai theo hình chữ nhất. Xem ra hắn sẽ đại cử tiến công. Sư tử săn thỏ. Viên Thiệu quả nhiên đúng là lỗ mãng, tưởng mình là sư tử. Chúng ta chi binh nhiều lộ, cùng đánh kiểu du kích. Sư tử cũng không thể mọc ra 3 đầu 6 tay được. Quân doanh Lưu Bị ở đâu? Nhữ Dương. Binh lực chỉ có 1 vạn. Lưu Bị tại Nhữ Dương, vì sao quân Nhân Trường cứ lên phía Bắc mà đi? Lĩnh của Khổng Tú, Lạc Dương của Hàn Phúc, Mạnh Thản, Nghi Thủy Quan của Biện Hỷ đều chết dưới đao của quân Nhân Trường. Các ông nói ta xem như vậy là sao? Tứ vị đại tướng quân phụng lệnh tập nã phản tặc Quan Vũ. Phụng lệnh? Phụng lệnh của ai? Ta nhớ ta đã hạ lệnh. Là lệnh cho đi mà. Các ông nghe không rõ hay là cố ý kháng lệnh? Chủ công, là tôi hạ lệnh. Là do tôi hạ lệnh. Lệnh do tôi hạ. Các ông đều quỳ là có ý gì? Các ông làm phản à? Cũng giống lắm rồi đó. Đại nhân, Tuân Du vô ý phạm cấm. Chỉ vì quan Nhân Trường võ công cái thế, muôn lần không thể phóng hổ Quy Sơn. Ông cũng quỳ xuống, ông cũng phản sao? Đại chiến ở trong lòng. Đại nhân nếu muốn trách tội, giết một mình Tuân Du tôi là được. Giết mình ông là đủ à?
Đại nhân, quân sư tội không đáng chết. Thà ta phụ người thiên hạ, chứ người thiên hạ không được phụ ta. Ta nói với ông như vậy ư? Thà ta phụ người thiên hạ, chứ người thiên hạ không được phụ ta. Đúng, ta đã nói như thế. Tất cả đứng lên đi. Các ông nói đúng, ta đã sai rồi. Quan Vũ nói chúng ta là lũ không có tình. Ông ta nói đúng thật. Đưa tay ông cho ta. Người của mình còn không quản được, làm sao mà quản quốc gia? Quản không được vì chúng ta còn có tình. Thỉnh Dấn công tử, đây là nha môn của nơi này. Nha môn từng là quan môn. Ta nghe nói thái thú nơi này là đại tham quan, lại còn là kẻ không có việc ác nào không dám làm. Người thành này bị tham quan dọa bỏ đi cả rồi à? Ngài sai rồi. Đêm nay có thiên tai, người đã đi cả rồi. Ta đến đây là vì tham quan, không phải vì ông. Cũng như nhau thôi. Ông và tham quan đó có quan hệ gì? Ta nguyên là phó quan. Một tháng trước ta đã giết ông ta rồi. Nhờ hoàng thượng ân điển, kẻ bất tài Dương Thực này hiện tại là Huỳnh Dương Thái Thú. Ông đã cho người ở đây đi hết rồi à? Nghe nói quan đại tướng quân có thể đi lên phía Bắc, một đường qua quan trạm tướng, đến đâu thay chất thành đống. Dương Thực bức dẫn sinh linh đầu tháng, cô gái đến đây trước mời qua tướng quân dừng lại. Ông là một vị quan tốt. Thôi đi. Hảo kiếm pháp. Kiếm pháp không tốt, chỉ là kiếm tốt thôi. Kiếm tuy tốt, đáng tiếc ông khí lực không đủ. Ta biết chứ. Thank you.
Không đánh nữa. Ông mệt rồi. Ta không mệt. Lý Quang Vũ mọc đến mạng cũng không cần ư? Chỉ cần có thể giữ được Quan Tướng Quân một canh nửa khắc là được rồi. Ông nghĩ Quan Vũ thực có thể làm hại đến bá tánh hay sao? Thời buổi này nói tin được ai đây? Tào Tháo nói để cho ta đi, kết quả là hạ sát lệnh. Cuối cùng thì ai mới là nói không đúng? Cái gì sai do hoàng pháp định đoạt. Nếu Quan Vũ có tội thì ta sẽ tự thọ hình pháp. Dương Thực, đợi ta xong việc, ta sẽ quay lại Huỳnh Dương để ngươi hành pháp. Ngài không cần quay lại, việc của ngài không xong được đâu. Hai ngày trước đây, có một tăng nhân cùng một cô nương trốn đến Nhữ Dương. Ta tự mình dẫn binh lên đường đi Nam Dương Đạo, mời bọn họ quay lại Huỳnh Dương. Người đâu? Nơi ở của họ ta đã cho phi nhãn quỷ thư lên Hứa Đô rồi. Xin mời Quan Tướng Quân quay về Hứa Đô đầu án. Phải nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ đói mà chết. Ở chỗ nào? Nói ta nghe. Nếu không được, các ta có thủ hạ lưu tình. Không được đâu. Do lỗi của đệ đó, đi làm một nữa mà quay về thôi. Tại hạ Quan Vũ, tôi đang tìm một vị cô nương cùng một vị tăng nhân. Xin hỏi mọi người có thấy qua không? Chính hắn giết Dương đại nhân. Chính hắn giết Dương đại nhân. Mau thả con ta ra. Mau thả con ta ra. Mà đầu, chính là hắn. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Vì Dương đại nhân báo thù. Giết hắn đi. Vì Dương đại nhân báo thù. Giết hắn đi. Come on.
Dương Thực không phải loại tùy tiện giết người. Bọn ta ở một tiểu dịch trạm ngoài thành nhìn thấy Khởi Lan cô nương. Tốt rồi, có thể đi được rồi. Mở cổng! Ta nói mở cổng! Dừng tay! Dừng tay! Không được giết người! Chúng đều là người của Dương Thực. Bất kể ta tra khảo thế nào, chúng cũng không chịu nói ra Khởi Lan cô nương ở đâu. Chỉ đến khi Tào đại nhân đến chúng mới chịu nói. Hôm nay đám người này đều phải chết. Hoa Tư Quân, không giết đám người này, nhược bằng của tên loan ra, ngài sẽ trở nên xấu xa, để lại tiếng xấu vạn năm. Kẻ nào động thủ ta sẽ giết kẻ đó. Vậy thì ngài đừng mong trở thành anh hùng. Những công trạng trước đây của ngài xem như biết hết. Ta nói rồi, kẻ nào giúp động thủ ta giết ngay kẻ đó. Được, quan đại nhân không muốn giết người, vậy thì thả người. Các vị phụ lão, vì hôm nay mà truyền ra ngoài, dù chỉ là một chữ, nghe cho rõ, sát gia diệt tộc. Đa tạ. Nhân trường huynh, tự nhiên huynh đã là anh hùng. Tiểu nhân, để ta gánh. Thành Lạc Dương nguyên bản đã là thành địa ngục. Hôm nay có thể thấy ánh mặt trời. Tào đại nhân thật là công đức vô lượng. Đáng tiếc, thành ngoại Lạc Dương vẫn còn là địa ngục. Phật tổ có nói, địa ngục thực chất chỉ là một cách nhìn. Chứ còn địa ngục hay thiên quốc, toàn nằm tại tự bản thân mình. Ta nguyện ý muốn thấy nơi này đều là thiên quốc. Xem ra là ta đã sinh không gặp thời. Thực ra, nếu mọi chuyện cứ mong đợi quá xa, thì chính tự mình đã tạo ra địa ngục. Vậy là ta không được nghĩ khác đi, không được nghĩ quá xa, khốn nạn. Trong địa ngục tự có thiên quốc, trong thiên quốc tự có địa ngục. Nghĩ nhiều nghĩ ít đều nằm ở ngài cả. Vậy thì ta sẽ mong đợi ít thôi. Ngựa đã ăn no, đa tạ đại nhân đã có ơn cứu mạng. Tiểu tăng cáo từ. Tạ đại sư điểm quá. Đa tạ, cáo từ. Ngồi đi. Đối với ngài mà nói, ta là thiên quốc hay địa ngục? Thiên quốc hay địa ngục đều là do con người nghĩ ra mà thôi. Khi trước ngài hỏi ta lưu lại, không nghĩ ra là ngài nhờ ta giết người. Phải giết bao nhiêu người mới đủ?
Quang Vũ chính là đại anh hùng. Trong loạn thế, anh hùng có thể không giết người không? Phải giết ích nhiều thế nào? Viên Thiệu hiệu xưng đại quân 20 vạn, giết 2 vạn trong đó. Không hội quân thành công, không cần đánh cũng bại. Sau khi ta đánh bại Viên Thiệu, loạn cục có thể bình định không? Tiêu diệt Giang Đông Tôn Gia, trú binh Tây Lương, ổn định biên thùy. Sau đó, quốc gia nhất thống, mọi người có thể sống bình yên. Ta thấy thiên hạ có thể định được. Ngài có thể có bằng chứng không? Không thể. Con người không thể trông cậy, duy chỉ có trông vào pháp kỹ thôi. Nếu trong người có người gian, không có đạo nghĩa làm sao có pháp kỹ? Nhân gian thù hận quá nhiều làm sao có đạo nghĩa? Đánh bại Viên Thiệu phải giết 2 vạn người, không phải tạo thêm thù hận sao? Đó là cái giá tối thiểu. Nếu như Quang Vũ giết được Viên Thiệu thì sao? Tốt. Nếu làm được như đã nói, Quân đã cứu được 2 vạn nhân mạng. Nói ta biết Viên Thiệu ở đâu. Quân đáp ứng ta gì cứ? Ta không đáp ứng gì cả. Ta sau khi trừ xong Viên Thiệu chỉ muốn làm một người bình thường. Ta không tin một đại anh hùng vĩnh viễn không làm người bình thường được nữa. Sau khi thành sự, Lưu Bị sẽ làm khó Quân. Quân nên ở lại với ta, cùng ta về Hứa Đô. Lưu đại ca thiên tính khoáng đạt, làm việc thuận thế. Nếu đại cuộc đã định, Quân ấy tuyệt không cưỡng cầu. Nói đến thế, lưu lại Tào Doanh, Quang Vũ không có lý do gì hết. Chỉ bằng về nhà làm ruộng chăn trâu. Thế nào? Tốt. Nhất ngôn di định. Đại nhân, Quang Vũ thật sẽ lưu lại chứ? Ngươi có biết ngựa tốt vì sao không ăn lại cỏ nơi cũ không? Vì cỏ nơi cũ không tươi mới. Đúng rồi, Lưu Bị đã qua thời rồi. Tào Tháo ta là thứ tươi mới hơn. Tẩu tẩu, đến phía trước chính là Quan Hà Đò Khẩu. Quan Vũ phải cáo từ. Nhị ca, nhị ca. Tẩu tẩu, nhị ca. Tiến quân ngàn dặm cũng phải đến lúc cáo biệt. Hôm đó Quan nhị ca trúng mê dược của Tào Tháo, chứ Khởi Lan thì không. Tâm ý của nhị ca Khởi Lan đã hiểu rõ. Quay về Nhữ Dương, ta sẽ cầu Lưu đại ca đem ta gả cho nhị ca. Quan Đường, nàng là người của Lưu gia, sao có thể còn nói những lời như vậy? Hôm nay Khởi Lan chỉ nguyện gả cho Quan nhị ca. Trên đường nhị ca vì Khởi Lan mà chịu nguy hiểm, Khởi Lan đã rõ lòng mình rồi. Năm đó Quân vì ta giết người, sao không nói cho ta biết? Đừng nói Quân trước nay chưa từng yêu ta. Nếu như nhị ca đối với Khởi Lan thật có tình, Lưu đại ca chắc chắn cho chúng ta thành chuyện tốt đẹp. Hãy cùng ta quay về đi. Nếu ta không cùng nàng quay về, nàng đối với ta vẫn hữu tình chứ? Cáo từ. Quân không thể vì Tào Tháo mà hành sự được. Mà bỏ đao xuống. Nếu như ta không yêu Quân, Quân sẽ thành địch của Lưu đại ca sao? Quan Vũ không có ý đó. Hiện tại chỉ có Lưu đại ca lên ngôi mới có thể cứu thiên hạ. Tiểu nhân như Tào Tháo chỉ lệnh thiên hạ làm loạn thôi. Ta chỉ mong người thiên hạ hiểu được sự tình.
Quan Vũ này thật sự không giết người không được hay sao? Xem ra Quan Vũ không giết người không được. Mong nàng nói với Lưu đại ca, Quan Vũ chết rồi. Ta xin lỗi. Nàng không cần xin lỗi ta. Mong nàng yên tâm, Quan Vũ quyết không làm gì ảnh hưởng đến Lưu đại ca. Bảo trọng. Đại nhân, có cần qua xem không? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không cần gấp. Bảo hộ đại nhân. Là ngươi hạ lệnh à? Ngươi hạ lệnh à? Giết hắn. Là ta đã hạ lệnh. Tào Mạnh Đức, để cho quan dân Trường quay về, thiên hạ sẽ không có ngày thái bình. Ông nghĩ ta không dám giết hắn à? Vậy thì ngài nhất định phải giết được ông ta. Bằng không từ hôm nay trở đi, thiên hạ sẽ không có ngày thái bình. Được, ta nhất định giết được hắn. Hả?
Hòa thượng, đi thôi. Đi không được đâu. Còn không giết Hoàng Vũ không được sao? Hoàng lệnh khó cãi. Hoàng lệnh khó cãi. Hoàng lệnh khó cãi. Cậu cả mạng cũng không cần ư? Mạng của tôi từ sớm đã không do tôi quyết định. Ngài cũng như vậy. Hoàng đại ca, không cần làm khó tiểu đệ. Mau tránh đường cho ta. Ai dám cản ta giết. Ai dám động đến qua dân trường ta giết kẻ đó. Nhân trường huynh, không cần đánh nữa. Ngươi là hôn quân, hoàng lệnh khó cãi. Ngươi nói bậy, ta giết tên hôn quân nhà ngươi. Dừng tay. Ta có thiên mệnh, ngươi giết ta không được đâu. Ngươi có thiên mệnh thì ta có thế thiên hành đạo. Qua dân trường. Hoàng thượng không giết được. Giết rồi sẽ có người làm loạn ngay. Khi đó sẽ chết thêm rất nhiều người. Huynh hiểu lý lẽ chứ? Huynh vì một nữ nhân, một nữ nhân không hề yêu huynh mà cùng thiên hạ đối lập. Nàng ta là tẩu tẩu của huynh, là nữ nhân của người ta. Còn sống thì có thể làm gì cho huynh chứ? Ta hướng về huynh mà bảo chứng. Thiên hạ một khi bình định, ta trước tiên sẽ giết tên hôn quân này. Tào Mạnh Đức ta nói là làm. Tào Tháo, thiên hạ này ngươi bình định không được đâu. Tẩu tẩu, lên đường thôi. Trong 7 năm, Quan Vân Trường sát cánh cùng Lưu Bị chống lại hai đại kình địch Ngụy và Ngô. Trung Hoa trở thành địa ngục. 20 năm sau, Ngụy và Ngô tấn công quân Quan Vũ. Trong lúc chờ cứu binh, họ đã chiến đấu đến người cuối cùng. Quan Vũ bị bắt sống và bị xử trảm, đầu được gửi đến cho Tào Tháo.
Hôm nay ta muốn người thiên hạ đều biết, chính là lũ xài lang trong lớp da dê đã hại chết quan vũ. Tào Công vừa nói chính là Tôn Quyền đại nhân. Tôn Quyền chỉ là kẻ động thủ, còn có Lưu Bị, còn có Khổng Minh. Ta muốn để người thiên hạ biết rõ, chính là bọn chúng đã hại chết quan vũ. Từ giờ trở đi, chiến họa là không thể tránh khỏi. Đương nhiên quan vũ đã ra đi, Ngô quốc, Thục quốc, ai thắng ai bại vẫn còn rất khó nói. Không nghĩ ra là người đã chết còn để cho Tào Công sử dụng. Ta chưa từng nói ta là dê. Tào Tháo dùng hậu lễ chôn thủ cấp quan vũ với mục đích kích động chiến tranh giữa Thục và Ngô. Nước Ngô đã tổ chức tang ma quan vũ theo nghi thức hoàng gia và dựng một đền thờ, nhưng liên minh đã tan vỡ, khó mà nối lại. Sau khi Tế Quang Dân Trường, Lưu Gia tấn công Đông Ngô một lần nữa.